Không phải vậy chứ. Kiểu này tiêu rồi, chuyện lúc nãy coi như lỗ rồi còn gì. Sao con đậu xe ở đây vậy? Thì cậu nói phải đổ gần cửa tiệm mà. Bình chữa cháy nặng như vậy. Vậy sao con không nhắc cậu? Con tưởng cậu biết chứ. Không thể nào. Lịch nói hôm nay có lợi giao hàng và ra đường. Hôm nay lại là xung kê. Con với cậu cũng đâu có ai tuổi gà. Con có làm sai chuyện gì không? Cái này là gì đây? Chắc là cô gái hồi nãy để quên đó. Xung kê. Thì ra là nó. Linh nghiệm rồi. Có tàn tro nè. Con gà này người ta dùng để cúng bái thờ hương nhang rồi. Nó có linh khí đó. Vậy nghĩa là sao? Cậu cũng không biết nữa. Đôi mắt nó tràn đầy quán khí. Vừa quán vừa tà, vừa tà vừa quán. Kiểu này chết chắc rồi. Ê, ê, nè, cậu có sao không cậu? Dĩ nhiên có sao rồi. Gặp chuyện lớn rồi đó. Sao tự nhiên có người đi giết con kê thần như vậy chứ? Mấy chỗ bán gà này mỗi ngày giết ít nhất cũng mấy chục con gà. Kê thần nhìn thấy đồng loại của mình chết từng con một, ngày nào cũng chứng kiến cảnh tượng máu chảy thành dòng. Sao lại không quán không hận được chứ? Vậy hay là chúng ta đem dứt bỏ? Không dứt được. Người ta đem dứt những thứ xui xẻo và nhiều quán khí ra để dứt bỏ, nhưng mà con tiếp lấy. Con tưởng dứt đi sẽ xong chuyện hả? Đem dứt cũng ám con cả đời đó. Từ đâu tới thì trả về đi. Trả lại cho cô gái đó. Phải đích thân trả lại cho cô ta. Có số điện thoại của cô ta không? Không có. Alo, Cơ hả? Anh đang ở đâu vậy? Cho số điện thoại cái cô nhờ chở lồng gà đi. Mau trả lời tôi nghe. Thằng quỷ đó qua Macau rồi. Vậy bây giờ có phải vẫn để trên xe trước không? Không để trên xe được. Kê thần này khó chịu lắm. Không chịu lạnh được, không chịu nóng được. Đắc tội nó hả? Ám xe cậu không chịu bỏ đi là cậu chết chắc luôn. Vậy bây giờ phải làm sao? Thì đưa nó về nhà ở tạm một đêm đi. Hey, ăn cơm ăn cơm. Có thịt heo chua ngọt nữa. Đợi má chặt xong con gà nữa là ăn được rồi. Có gà nữa, có tiệc sao? Qua đó. Lại là gà. Ê, má, má sao vậy? Sao vậy chị? Trượt dao nên bị chém vào tay nè. Tai nạn đổ máu, tâm linh tới vậy sao? Con đi tìm thuốc cho má cầm máu. Ê, không cần, dán băng cá nhân là được rồi. Nè, xử nó đi nha. Ờ, nhớ sát khuẩn nha. Biết rồi. Cẩn thận nha má. Được. Đã nói thần gà trống này ghê rồi mà. Chưa vào nhà cậu đã bị thương cả hai chứ. Bây giờ má cậu bị thương ở tay nữa. Chắc chắn nó giận chúng ta, trách chúng ta ăn đồng loại của nó. Cũng may là cậu khôn đó, lấy giấy đỏ gói nó lại, giảm thiểu tính sát thương. Vậy sau này có phải sẽ gặp chuyện gì nữa không? Đừng nói gì trước mặt nó. Đừng làm những chuyện nó không thích. Thì sẽ đại cát đại lợi, không cần kiêng cử. Vậy ăn thịt gà có tính không? Sao con ăn thịt gà vậy? Sao con không nhắc cậu vậy? Thì lúc nãy con mới nhắc đó. Xin được trách tội nghe. Mới cắn có một miếng thôi chưa có nuốt đâu. Cậu à, vậy tối nay chúng ta có ăn nó nữa không? Ê, tối nay không ăn. Chúng nó nói với má con là tụi mình ăn no rồi. Con gà này để dành lại, ngày mai mới ăn sao? Sáng mai nó không còn là bạn của thần gà trống hả? Sáng mai con đem trả cho người ta rồi, chúng ta không còn liên quan gì tới nó nữa. Lúc đó ăn đồng loại nó ra sao, nó cũng không quản được. Thôi, cậu để xúc miệng trước đã. Ừ. Ngày mai con nhớ đem trả cho người ta nha. Nếu không đem trả nó sớm, nhà cửa bất an đó. Sao cô thấy mấy vậy? Không được xé giấy đỏ ra đâu. Không phải là con xé. Đã nói gói cẩn thận để nó không nhận ra đường. Bây giờ chết chưa? Nhận ra cậu với con rồi. Nè, cầm băng keo. Gói lại hết đi mau lên. Phải rồi cậu à. Hả? Hồi nãy cậu có nghe thấy tiếng gà gáy không? Đâu chỉ nghe gà gáy. Cậu còn bị gà mổ, bị gà đè, làm cho cả đêm không ngủ được. Sáng dậy hai chân sưng hết lên, không lái xe được là hôm nay không làm ăn được. Nói chung mọi chuyện không thuận lợi.
Cậu cố tình vào nhắc con mà. Con mau chóng tìm cô ta đi, trả thần gà trống lại cho cổ, thì chúng ta không còn mối liên quan gì tới nó nữa. Ê, lên thiên, lên thiên, lên thiên, lên thiên. Phù hộ chúng tôi mang trả ông lại cho cổ nghe. Cậu à, vậy cậu có hỏi anh Cơ lấy số điện thoại của cổ chưa? Đúng ha, thằng quỷ đó chưa trả lời cậu nữa. Chúng này cậu sẽ gọi cho nó. Nhưng mà nói chung á, hôm nay còn phải đem con gà bên cạnh, càng rời xa nhà mình càng tốt. Alo. Phải, cần thuê xe hả? Hồi nãy cô nói muốn tìm ai? Ý, tôi nhận ra cô nè. Cô gái lồng gà. Nè, tôi nè, tổng đài nè. Được, khiên luôn cũng không dứt đi. Thời gian địa điểm. Được, chúng mình gặp. Có phải cô gái hôm qua không? Phải rồi, mau đem trả cho cô ta đi biết chưa.